Quốc ca. Hôm nay một là ổn định tổ chức chào mừng văn nghệ, hai là chào cờ hai quốc ca. Vì một lý do giới thiệu đại biểu thông qua chương trình hội nghị, một là lịch sử truyền thống của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ba là báo cáo của ban công tác mặt trận, bốn là thảo luận phát biểu ý kiến lãnh đạo cấp trên và phát biểu phát của chi bộ, năm là văn nghệ lồng ghép, sáu là chương trình khen thưởng, bảy là phát động ký kết giao ước thi đua, tám là ra mắt câu lạc bộ hát then, chín là chương trình văn nghệ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Chúng ta vừa được lắng nghe một làn điệu then hết sức là hay đến từ câu lạc bộ hát then của xã Đờ Lê Gia của chúng ta. Tiếp theo chương trình xin mời quý vị đại biểu chúng ta cùng hướng mắt về sân khấu để thưởng thức tiết mục văn nghệ tiếp theo. Tiết mục mang tựa đề Tốt Then Đàn Tính của người cao tuổi với nội dung Làm Theo Lời Bác. Xin được trân trọng kính mời Chi hội người cao tuổi. Thank you.